không thể mới hơn nha anh em. Wario 150 đi 800 cây vậy nè. Đó. 800 km nha anh em ơi. Nhắc lại là 800 km nha. Rồi, để coi mình có nói đúng chuẩn đồng hồ Odo này các kiểu anh em kiểm chứng giấy phép nha. Đó. 840 cây số ha, xe gì mà cũng không chạy. Đó, và cái hàng này là hàng cắt mẫu nha anh em. À, xe nãy giờ anh em mua mới không còn đâu nha, không mua nha. À, có mẫu hơi na ná vậy là chỉ 125 thôi. À, và Wario 160 ở tại hết ha. Tại nãy em livestream con số anh em nói chung hết còn nha anh, không đâu anh em hiểu lầm nè, còn là còn 125 thôi. À, mới chắc là anh nha cả nhà. Nói chung là nó như xe thùng vậy ha. À, như xe thùng rồi ha, rất là mới luôn. Đây, rồi kiểm chứng đó nha. Này là vỏ của xe đó hả? Anh em xem nha. Cốt chưa mở nha. À, bao anh em nha. Gai màn này, gai màn lưng trên nè. Ha. À, thậm chí là nó chỉ là dính bụi, dính phấn phấn chút xíu rồi, chứ cái bánh cái vỏ nó chưa dơ luôn, chưa một lần rửa ha. Đó anh em xem kiểm chứng nha. Ở đây bán xe là đâu đó rõ ràng nhìn thấy cái đĩa đây. Đó ha. Chứ không có xe mà nói từ bậy từ bạ ha anh em ha. Ha, anh em dòm anh hiểu quá. Rồi, tiếp tục mình coi cái combo nha. Đây. Đó. Anh em ha, zin ha. Và lớp sau đây. Cho anh em kiểm chứng. Chưa mở ha. Đó. Cái dòng này thì nhìn cũng còn đẹp đấy ha, đẹp hơn là rất là nhiều so với cái mẫu 160 nhìn như con NVX nha cả nhà. Đó, nhìn như con NVX đó ha. 150 đi cái hơi rất là ngọt. Dòng qua đâu nó vậy ha, lúc mình đề cái dòng nó căng nhớt rồi bơm nó tự động ra nó nhóng lên rồi cái nó tự hạ ha, quá mới luôn, không còn gì để tả luôn nha nè. Rồi anh em nào thấy đam mê cái mẫu này, thích cái dòng này thì ới em nha. Chúc anh em vạn sự bình yên.